everybody. Anh em ơi, Việt Nam ở bữa nay là sinh đề, bữa nay thứ chủ nhật mình quay phim chiếu tại chỗ thành phố St. Pete, Florida đây. Mình dẫn anh em đi coi chợ Farmer Market, là chợ như chợ trời ở Việt Nam. Việt Nam mà Thái, người Mông, người Tàu bán đồ tươi. Bữa chủ nhật anh em ở đây á, ghé chỗ đây coi cho đi vui, mà bán đủ thứ đồ trái cây, đồ cây, đồ trồng, đồ cũng nhiều lắm. Anh em quay cho anh em coi chút xíu nha. Đây bán đủ thứ rồi nè anh em. Tỏi 2 đồng. Phi gừng 2 đồng rưỡi nè anh em. Gừng chuối. Quýt. Quýt 2 đồng một cái. Còn 2 trái 1 đồng quên. Samoche này với ổi này hơi mắc, 5 đồng một thao. Có thanh long 5 đồng một thao, 5 đồng. Dạ, đây chưa, đây này một tháng. Đây tại St. Pete. Are you Filipino or Thai? I'm Cambodian. Chủ nhật á, trời cho nên bán dao cát đồ cũng nhiều. Việt Nam đi đây cũng gần đó, tại Việt Nam ở sinh thiết nhiều lắm. Ở đây tại St. Pete, ở đây có nước mía nè. Đó, nước mía nè. Nước mía nè. Nước mía máy từ xây ra nha. Guys, this is sugar cane juice. In case if you guys don't know how it's made, this is machine. And this is the dry one, guys. Bán một bịch lớn, size lớn, large là 5 đồng, nhỏ xíu là 4 đồng, 2 đồng là nhỏ, cũng dùng là 4 đồng. That's sugar cane juice. Đây bán được chút khoai, 5 đồng. Trái 2 đồng và trái 5 đồng. Cà tím. Đúng ở đây cũng đúng. Bán gì gì đây. Giờ này cũng bán fresh rice, purple rice.
gạo đen. $10 Còn you can't see my country look. tôm cá ban này ấm cho nên ăn đồ cũng tươi chút xíu. Mấy người anh em ở tiểu bang lạnh Chicago, New York rồi đó, New Jersey cũng khổ xíu, tại vì bây giờ là gần mùa đông cho nên ăn đồ tươi cũng hơi khó xíu, hơi mất chút xíu. Cho nên để quay cho cái nhìn cho anh em coi nha. Jackfruit. Ở đây là bự nè, cái này là trái sabo chê, anh em bự không? Ở Mỹ thì vậy đó anh em, sabo chê. Lấy một cái, hai cái được. Hai cái, được. You Vietnamese? Cambodian, I see. Trời ơi, chị này chị người Cambodian, người Lào, cũng người Việt, cũng biết nói tiếng Việt luôn, hay không? Nói tưởng nó giống người Mỹ, sợ mà không phải. Cái này hỏi nhiều pha chị. Năm đồng trái hay là sao? Một phao. Chắc sao bồ chê hết. Còn hướng bên đây. Đây kế bên thờ. How much is this? $1 for one. Sophie em gái mình đi chờ. Có phải mở không em? Cái đó phải mà mở đâu. No, that's not it. Tím mà, cái đó tím mà. Cái đó phải đó làm chả giò được. Chứ phải mở. Ở đây không thấy phải mở. Cái này là củ này củ sắn hơn em. Củ này cắt ra ngon lắm nè, ngọt lắm.
quên cái tên, hình như củ sáng. Củ sáng hả? Củ này đậu thao. Tốt. Đây bán tới thì sao hết về như tới 12 giờ về á. Ở đẳng có dưa của em. YouTube. Yes. Papaya salad hả? Papaya salad. Đu đủ, đổ đu đủ. Đu đủ. Đu đủ. Chắc mùa này sẽ tiền rồi nha. Thích anh em có rảnh thì ghé qua chủ nhật, ok, chủ nhật sáng sớm chủ nhật, ok, gặp anh em sau. Bây giờ mình vô chiếc xe mình đi lại destination number 2, gặp anh em sau.